Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2023, bao gồm luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi và luật căn cước công dân sửa đổi. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng, kết nối Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng từ Giang Bay, Tà Gụ, kết nối với quốc lộ 27C và đường tỉnh DT707. Trong buổi làm việc sáng nay, thảo luận về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, tờ trình của Chính phủ đã nêu rõ vai trò của điều tiết thị trường bất động sản với 5 hạn chế cụ thể hiện nay là một trong những hạn chế của luật hiện hành. Tuy nhiên, hồ sơ dự án luật cho thấy chưa thực sự rõ mối liên hệ giữa các quy định tại dự thảo luật với việc khắc phục các hạn chế cụ thể được nêu. Dự án luật có khắc phục được hay không tình trạng bất cập về giá nhà ở, khu đô thị còn cao so với mặt bằng thu nhập, rồi tình trạng đầu cơ bất động sản diễn ra phổ biến và chưa có cơ chế cụ thể để kiểm soát điều tiết thị trường bất động sản. Và dự thảo luật thì cũng chưa quy định được cơ chế cụ thể nào tại chương 9 về vấn đề này. Với cái quy định như thế thì cũng cần cân nhắc là có cần nhất thiết quy định một chương riêng không, mà nên chăng đưa về chương quy quản lý nhà nước. Trong cái thiết kế của cái nội dung này nó đã đáp ứng được yêu cầu là cái điều tiết kinh tế thị trường mà công cụ nhưng mà phải đảm bảo cái vận hành theo cái cơ chế thị trường, nhưng có cái sự điều tiết của nhà nước và nhưng mà tôn trọng được cái quy luật thị trường trong cái điều tiết vĩ mô chưa. Và thứ hai thì trong cái nhóm ý kiến thứ hai của Ủy ban Kinh tế thì có nói rằng là biến động thị trường bất động sản ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu phát triển kinh tế vĩ mô của đất nước ấy, thì tôi cho rằng có thể cân nhắc thêm cái yếu tố là phạm vi nó như thế này thì cái tính toán phạm vi này có thể thu hẹp lại trong vùng được nữa hay không. Một số ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo cần rà soát kỹ lưỡng các điều khoản, đảm bảo không có sự chồng lấn, trùng lắp trong phạm vi điều chỉnh đối với luật đầu tư, luật nhà ở để không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.